có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần ở công lao học tập của các cháu. Bác Hồ ơi, chúng con đã và sẽ ngày đêm cố gắng ra sức học tập chăm ngoan để xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu mạnh hơn. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiết mục vô cùng ý nghĩa của các con lớp Sen Vàng. Bay lên ước mơ cùng với sao trời, bay đi mãi tới những nơi xa vì một hành tinh xanh. Và sau đây xin được hân hạnh chào mừng lên sân khấu các bạn lớp Sen Hùng 1 với ca khúc mang tựa đề Bay lên ước mơ. Xin mời quý khán giả cùng thưởng thức. Vâng, đây là tiết mục của lớp cháu đội Cherry của tôi. Cháu đội tôi đứng giữa. Cháu đội tôi làm lớp trưởng đấy. Cả lớp xin phép quyền là học trường có biểu diễn. Trường có xin phép vì hàn là ta trường có biểu diễn ạ. Đấy. Cháu nội của ông Hương Sắc Đô Sinh làm lớp trưởng đấy. Đúng là lớp trưởng có bạo dạn nhất cả. Cherry của tôi đứng giữa múa đúng nhất, xứng đáng làm lớp trưởng.
Đấy. Cả lớp đến nghe. Cả lớp qua đây. Cả lớp cảm ơn quý khán giả. Con cảm ơn quý khán giả. Ui. Yeah. Cháu Cherry của ông Đỗ Sinh rất giỏi. Ông có lời khen cháu. Cháu của ông giỏi lắm. Vâng, tiết mục của lớp cháu nội tôi đã kết thúc. Chúc các cháu mạnh khỏe, học giỏi. Cảm ơn tiết mục múa vô cùng đáng yêu của các con. Vươn xa, vươn xa mãi. Tuổi thơ của các con thật đẹp với nhiều ước mơ phải không ạ? Và các con hãy luôn nhớ cố gắng học tập, vâng lời ông bà, thầy cô, cha mẹ, để chúng mình luôn thực hiện được những ước mơ tươi đẹp của chúng mình nhé.